Thưa bà con, máy băm chuối mịn Takio TK1500 có động cơ là 2,2 kW, tốc độ vòng quay của nó là 2.900 vòng trên 1 phút. Và bây giờ tôi sẽ test thực tế xem máy có thể băm cây chuối, băm cỏ voi hay là rau bèo nó hoạt động như thế nào. Mời bà con cùng theo dõi. Thưa bà con, trước mắt tôi sẽ test là máy băm cây chuối, sau đó là đến rau muống và tiếp theo là cỏ voi. Mời bà con cùng theo dõi. Tiếp theo tôi sẽ băm cùng rau muống cho bà con xem kết quả. Và cuối cùng là chúng ta băm cỏ voi. Thưa bà con, đây là kết quả mà máy sau khi băm cỏ voi xong. Cái cỏ voi được băm ra rất là mịn và nhỏ, rất dễ cho dê bò ăn được. Đây là rau muống sau khi băm xong thì bà con có thể hoàn toàn sử dụng cái này làm thức ăn cho gà vịt được. Và đặc biệt đây là cây chuối. Cây chuối như thế này bà con có thể thấy là rất là nhỏ và mịn, và hoàn toàn là đạt tiêu chí cho một cái loại máy băm cho gia súc gia cầm, đặc biệt là gà vịt ăn được. Và thưa bà con, đây là loại máy băm chuối mịn Takio TK1500. Chúng tôi đã giới thiệu xong cho bà con. Chúc bà con có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm máy băm chuối như ý để băm thức ăn cho gia súc gia cầm. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.